Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay giới thiệu với bạn một chiếc quạt Nhật mới nhé. Cái này là hàng của Taiwan xuất Nhật này. Điện 100V. Đây. Tem logo. Đấy. 100V 51W. Cái này có thể treo tường được các bạn nhé. Hai cái lỗ này là dùng để quạt treo tường ấy. Mình khoan đinh rồi móc vào. Đấy, quạt này vừa để bàn vừa treo tường. Đấy, thân quạt bằng nhựa này. Logo quạt này làm rất bóng và đẹp này. Đấy, và phím bấm thì dạng phím đàn này. Đấy, rất nhẹ và êm. Có 3 số, số 1, số 2, số 3. Và đây là có hẹn giờ này. Hẹn giờ thì có tắt hẹn giờ này và bật on này, on là chúng ta không hẹn giờ này. Đấy, và từ 10 phút cho đến 60 phút này. Quạt ngửa được rất cao nhé. Đấy, xả này. Đấy, có rất nhiều cữ để gạ và mỗi cữ là đều có nấc cơ. Quạt rất đẹp, làm rất sang. Đấy, đây thân quạt này là đã đổi qua điện 220V và đổi bằng pin thế nhé. Pin thế lắp ở dưới đáy quạt này. Đây tem công suất của quạt đây. Đây made in Taiwan này, hàng Taiwan xuất Nhật nên là điện nó sẽ là 100V nhé. Đấy, và đường kính cánh này, đường kính cánh 35cm này. Đấy, cái này hãng, đây là của thương hiệu Alaska nhé. Đấy, có từng tần số này, đây là diện tích này, mét khối này, để trong sử dụng điện 50Hz, 60Hz này. Đấy, rất nhiều thông số. Quạt thiết kế rất sang các bạn nhé, để phòng khách hoặc để trên kệ, để ở giường, rất đẹp. Đây là Alaska, đây là cửa hiệu. Và kính là quạt, là cánh quạt là đường kính là 35cm nhé, đường kính của cánh ấy. Và màu xanh rất đẹp, rất êm, gió mạnh. Đấy, chúng ta chạy quạt chạy rất êm.